pháp thoại năm. Đường bay của một mũi tên, các con đã thọ trì giới luật. Sau khi các con đã có thọ trì giới luật, hãy tu tập điều học. Chỉ khi nào các con hoàn mãn pháp toàn thiện về đức hạnh một cách hoàn hảo thì các con có thể thành tựu ở việc thành đạt tất cả mọi thể loại ước nguyện cho việc giác ngộ một cách không dư sót. Những ước nguyện cho sự giác ngộ. Có ba thể loại cá nhân đã được giác ngộ, chư Phật chư Phật độc giác, chư vị vô sanh, đã được phân chia ra thành hai vị đệ tử trưởng, tám mươi đệ tử hàng đầu, vô, vô số kể chư vị vô sanh. Tất cả những cá nhân này đã đạt đến sự hoàn toàn chứng tri về tứ thánh đế và một cách thiết thực giải thoát khỏi tất cả những sự tham dục về sự ác cảm và những si mê. Chư Phật, chư Phật độc giác là chính tự mình đã giác ngộ, có nghĩa là các ngài thành đạt niết bàn mà chẳng có sự chỉ dạy do bởi một người nào cả. Trong khi đó, chư vị vô sinh thông thường chỉ có thể thành đạt niết bàn sau khi đã thụ nhận giáo lý của một vị Phật. Một vị Phật độc giác cho dù vị ấy đã thành đạt niết bàn mà chẳng có sự trợ giúp của một vị Phật, không có khả năng để giảng dạy những người khác việc tu tập để mà dẫn dắt cho đi đến chứng tri niết bàn. Khoảng thời gian cần thiết để một cá nhân tự mình hoàn thành trong thập pháp toàn thiện cho trở thành một vị Phật quả là vô hạn định, lâu dài hơn cả thời gian cần thiết cho sự thành đạt của quả vị độc giác Phật hoặc là sự thành đạt của quả vị vô sanh sau việc thụ nhận giáo lý của một vị Phật. Tuy nhiên, ngay cả một vị vô sanh được cho là cần thiết từ 100 cho đến 100.000 chu kỳ thế gian để phát triển tiềm năng cho được thành đạt nếp Bạc. Khi Ngài Đại trưởng Lão quê bụ đề cập đến những ước nguyện của Ngài, thì Ngài luôn chỉ chuyên nhất viện dẫn đến nguyện ước cho việc thành đạt một trong những hình thức của sự giác ngộ này ngay bây giờ đây các con đã được liễu tri rằng các con đã được sinh ra vào một thời điểm kiết tường và trở thành một chúng sanh thiện hảo và hãy vận dụng việc tu tập về giáo lý của Đức Phật với tất cả năng lực của mình chính tự mình thiết lập ở trong giáo lý chư thánh đệ tử của bậc đạo sư đã tu tập chẳng có chảnh mãn trong sự nỗ lực của mình đã giữ chánh niệm trong tất cả bốn oai nghi của cơ thể mà chẳng bao giờ nghỉ ngơi họ đã tu tập với sự kiên định và tất cả họ đã thành đạt mục tiêu họ mong cầu với ý chí mạnh mẽ này đây các con cũng nên vận dụng việc tu tập này để đạt được mục tiêu của mình việc tu tập này chẳng có nghỉ ngơi hay là tạm dừng nghỉ thì được so sánh với điều chi nó thì giống như là đường bay của một mũi tên nếu chúng ta bắn một mũi tên với một cây cung Chúng ta thực hiện nhằm mục đích nương tựa theo sự ước vọng của mình. Bây giờ, hãy nói cho sứ biết, mũi tên có lúc nào giảm tốc độ và sau đó tăng tốc lên khi chúng ta bắn nó? Có lúc nào nó tạm dừng nghỉ và sau đó lại tiếp tục tiến đến tấm bia chăng? Kính bạch ngài, nó bay nhanh và ở một tốc độ ổn định. Và khi nào thì nó dừng lại? Chỉ khi nó đụng đến tấm bia. Kính bạch ngài, đúng vậy. Chỉ khi nào nó đụng đến mục đích, mục đích của nó tấm bia của nó thì nó dừng lại trong cùng một phương thức thích hợp những môn đệ chân chánh của đức phật đã phấn đấu để đạt được mục tiêu mà họ đã thực sự thực hiện như là tấm bia của họ hoạt động một chiến độ ổn định chẳng có sự nghỉ ngơi không có sự gián đoạn cuối cùng rồi họ đã đạt đến thể loại của sự tỉnh giác giác ngộ mà họ đã ước vọng từ trong đáy lòng của mình lẽ dĩ nhiên có nhiều thể loại của sự tỉnh giác tất cả những thể loại này đều có thể đạt được nếu các con tu tập chẳng có sự tạm dừng nghỉ nếu các con tu tập để trở thành chánh đẳng giác quả vị phật các con phải tu tập một cách liên tục nếu các con tu tập để trở thành độc giác quả vị phật không phải chỉ dạy ai các con phải duy trì liên tục sự tu tập nếu các con nhắm đến mục tiêu trở thành thinh văn giác quả vị vô sanh các con phải tu tập một cách kiên trì ví tựa như một mũi tên bay một cách ổn định nếu các con tu tập với sự kiên định thì các con sẽ có khả năng để thành đạt được mục tiêu của mình cho dù các con tu tập chẳng có sự gián đoạn, các con sẽ không cảm thấy bị mệt mỏi hay là bị kiệt sức. Khi các con vận dụng giáo lý của Đức Phật thì niềm hạnh phúc bất khả tỷ giảo sẽ đến với các con. Một vài người nghĩ rằng Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều điều khác biệt nhau. Tất cả các con ghi nhớ một vài phần của Thánh Điển mà với tấm lòng đại bi, các vị tu sĩ đã giảng dạy phần đó cho các con. Có đôi khi các con có thể nghĩ suy giáo lý của Đức Phật thì quảng bác và phong phú, tôi không thể nào nương theo và hiểu biết hết tất cả giáo lý này và do đó tôi không thể nào thành đạt mục tiêu của mình hoặc là có một số người nói rằng chân lý chỉ có thể phản ánh thực hiện thực và sự tự nhận thức của mỗi người hoặc là một vài người khác tôi không thể nào tu tập được vì lẽ tôi vẫn chưa thể nào cảm nhận được hơi thở bây giờ hãy nói cho sư biết lời biện giải của các con là chi Nói rằng chúng con phải mưu sinh để duy trì cơ thể của mình, chúng con hoãn lại việc hành thiền từ sáng cho đến chiều, từ chiều cho đến sáng. Bằng phương tắc này, chúng con tiếp tục trì hoãn việc thúc đẩy sự nỗ lực. Và những xu hướng nào khác để người ta nói đến? Một vài người nói rằng họ không thể thiền định được vì tuổi già. Một vài người e, e sợ rằng nó sẽ làm cho họ bị bệnh. Những người vẫn còn trẻ thì họ nói điều chi? Rằng họ không thể thiền định được vì họ phải đi học, trong khi họ vẫn còn trẻ, khỏe mạnh thì họ luôn muốn tự bản thân của mình hưởng thụ vui thích. Và nếu các con không khỏe và đau yếu, thế thì kính bạch ngài chúng con lo lắng. Chúng con gọi bác sĩ và nghĩ đến thuốc men, nhưng chúng con vẫn không thể nào tu tập được. Và khi các con đã được bình phục, chúng con bằng cách nào đấy say sở để hoãn lại việc hành thiện ngày này qua ngày khác và để thời gian qua đi. Nhưng quả thật là các con muốn đạt được sự hạnh phúc, phải không? Dạ đúng vậy, kính bạch ngài. Như thế, nếu thực sự là các con muốn điều đó Thế thì, tại sao trì hoãn sự phấn đấu cho việc đó? Thật sự là con không muốn việc đó, kính bạch ngài. Điều này chỉ ứng dụng cho con, hay là tất cả các con ở đây. Có một vài người trong thính chúng này quả thật là ước ao để có được sự hạnh phúc. Còn những người khác như là con thì không xem trọng lắm việc đó. Nếu các con ra sức nỗ lực, như là các con đang làm bây giờ đây thì lẽ tất nhiên các con sẽ có được điều đó. Tuy nhiên, những nghĩ suy những nghi ngờ có thể nảy sinh trong tâm thức của các con tôi sẽ phải chịu khổ đau à việc tu tập này sẽ phải cố gắng sao các con đã có thâu đạt được khá nhiều kiến thức về giáo lý của đức phật tùy theo khả năng cá biệt của các con nghĩ suy về điều này tuy vậy sẽ làm giảm tốc độ việc tu tiến của các con như thế bây giờ hãy lắng nghe thật kỹ về giáo lý và hãy tu tập nếu các con tu tập các con sẽ đi đến ngay mục tiêu của mình và thực trạng về việc đó có thể hay là không có thể tương ứng với những suy nghĩ của các con về việc đó chỉ khi nào tính chính tự bản thân của các con hiểu biết thì các con sẽ hiểu biết rằng những nghĩ suy và những suy đoán của mình về mục tiêu đã không được chính xác tất cả các con hiểu biết từ những bài pháp thoại rằng nếu lương theo giáo lý của đức phật thì các con sẽ gặt hái sự hạnh phúc to lớn ngay trong hiện tại và trong thời bị lạc trong thực tế tất cả chính các con là nhà thuyết giảng giáo pháp các con không nghĩ rằng sự nghĩ suy và suy đoán sẽ làm giảm tốc độ của việc tiến tu của các con hay sao? Nếu các con nghĩ suy, phân tích, thì liệu mọi suy nghĩ sẽ là chính xác chăng? Những pháp thoại về giáo pháp hay là định luật vũ trụ mà đã được giảng do bởi Đức Phật thì được truyền đạt do bởi các vị tu sĩ đến những vị tại gia cư sĩ thể theo sự thỉnh cầu. Một cách thường lệ, các vị tu sĩ truyền đạt một bài pháp thoại là sau bữa thọ thực đã được cúng dường đến quý ngài. Tuy nhiên, cũng có những bài pháp thoại đã được tổ chức cho những cuộc tụ họp đông người và được ban truyền do bởi những vị tu sĩ tài danh. Dạ thưa không, kính mệt ngài. Dạ thưa không, nếu các con thiết lập các mục tiêu của mình như sư đã nói với các con và tiếp tục nghĩ suy về việc mong muốn của các con cho đạt được điều đó thì giúp đỡ được việc này không? Dạ thưa không, kính mệt ngài. Thế thì, các con sẽ tiếp tục nghĩ suy và suy đón chăng? nếu chúng con phân tích và thường xuyên suy nghĩ, thì chúng con sẽ đi đến một cách lầm lạc, kính bạch ngài. Một khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ, thì sẽ có rất nhiều sự nghĩ suy. Phần lớn những điều mà chúng ta suy nghĩ, thì sẽ được ứng dụng cho chúng ta hay không? Thật khó mà suy nghĩ được những điều sẽ nghĩ suy, hữu ích. Những nghĩ suy thường trở nên hết sức là vô dụng và đánh lừa mình. Hội chúng Thánh Tăng đã trình bày chi tiết về giáo lý quả là chân xác và xác thực đến các con và những nghĩ suy của các con vẫn có khả năng để đánh lừa các con. Làm thế nào để xảy ra được điều này? Tuy nhiên, hãy nói cho sư biết, các con từ đâu tới? Các con biết, Kamedin, căn nhà của các con hẳn là một khu vườn và có hàng rào bao bọc xung quanh nó. Và dạ, kính bạch ngài chính xác là như vậy. Cái cổng thì nằm ở hướng nào của khuôn viên? Còn có một cái cổng mở về hướng nam, một mở về hướng bắc, kính bạch ngài. Nhà của các con có bao nhiêu tầng? Đó là một căn nhà một tầng kính bạch ngài cửa nhà của các con thì nằm ở hướng nào có hai cửa ra vào kính bạch ngài một ở vách tường hướng tây và một ở vách tường hướng nam thế thì chúng ta biết được rằng các con sinh sống ở kemedin rằng các con có một hàng rào bao bạch xung quanh khu vườn của các con với những cổng về hướng bắc hướng nam căn nhà của các con là một tòa nhà một tầng có hai cửa ra vào đối diện hướng nam hướng tây một cách tương ứng các con thấy đấy là vì các con đã nói cho sư biết sư biết được mọi thứ về chỗ của các con ở bây giờ kiến thức của sư và kiến thức của các con về căn nhà của các con là như nhau phải không chúng không thể nào là như thế được kính bạch ngài nhưng mà tại sao lại như thế các con hiểu biết thôn làng của các con khu vườn của các con căn nhà của các con các con đã nói rằng căn nhà của các con là như thế các con sống ở Camden và các con đã mô tả khu vườn của các con và căn nhà của các con như là các con hiểu biết được chúng vì vậy sư biết được thôn làng của các con khu vườn của các con căn nhà của các con sự hiểu biết xác thực về nó như là các con biết. Ngài không thể hiểu về nó trong cùng một phương thức mà các con hiểu về nó được, kính mạch Ngài. Này bạn thân thương của tôi ơi, tại làm sao? Điều mà sư hiểu biết thì lại sai khác với điều mà các con hiểu biết. Chỉ cần hỏi sư, các con sinh sống ở nơi đâu và sư sẽ trả lời rằng các con sinh sống ở trong Camerdin. Hơn nữa, sư hiểu biết về khu vườn căn nhà của các con như là các con hiểu biết. Còn có điều chi mà các con có thể bảo rằng sư thật sự không được biết? Cho dù là con đã nói với ngài rõ về số nhà, con đường, có tọa lạc, ngài sẽ không thể nào tìm ra được căn nhà kính bạch sư. Thế thì hãy nói cho sư biết điều mà các con hiểu biết hơn cả sư được biết trời về vấn đề này. Con không thể nào nói hết cho ngài biết được thêm về nó, kính bạch ngài. Tuy nhiên, con có được hiểu biết nhiều hơn vì lẽ con đã thực sự sống ở nơi đó. Trong trường hợp đó, sư sẽ suy nghĩ về nó và suy luận Khamedin là ở nơi đâu ngài không thể nào khám phá ra được bằng việc nghĩ suy về nó kính bạch ngài. Sư sẽ suy nghĩ thật nhiều trong một thời gian dài, có một vài điều ở trong phạm vi đúng đắn, sư sẽ suy nghĩ về căn nhà ở Camden với hai cái cổng, hai cái cửa ra vào một tầng lầu. Một vài sự khám phá của sư về ngôi nhà của các con là chính xác hay không? Con không nghĩ như vậy, kính bạch ngài. Điều đó quả là khó khăn thế sao? Thôi được, sư sẽ suy nghĩ trong nhiều phương thức khác nhau cuối cùng rồi cũng sẽ tỏ ngộ một vài điều về nó sư sẽ suy đoán về vấn đề này trong khoảng một năm. Thời lúc bấy giờ, sư tìm ra câu trả lời chăng? Nếu ngài chỉ là suy nghĩ về nó, thì ngài sẽ không tìm ra được nó đâu. Nhưng nếu ngài hoan hỷ đi đến và nhìn thấy, chính tự nơi ngài sẽ hiểu biết được một cách xác thật. Bây giờ, giả sử sư đã có suy nghĩ về nó thực sự một cách sâu sắc trong khoảng 40 hoặc 50 năm, hay là tốt hơn nữa, nếu như sư không chỉ suy nghĩ về nó, thế thì sư sẽ phải đi đến để hiểu biết nó chăng? Cho dù ngài suy nghĩ về nó, kính bạch ngài, ngài sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Thế thì hãy hoan hỷ nói với sự biết Camedian là ở nơi đâu. Từ ở nơi đây, ngài sẽ phải đi về hướng Tây Nam. Như vậy, nếu sư đi song hướng Tây Nam thì sư sẽ đi đến nơi đó không? Dạ được, kính bạch ngài. Nhưng ngài sẽ vẫn không tìm ra ngôi nhà của con. Thôi được, sư sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sư sẽ suy nghĩ rất là sâu sắc, đồng thời sư sẽ trùng tụng những lời hướng dẫn và sự mô tả của các con bằng với phương thức này sư sẽ đi đến để được hiểu biết. Giả dạ thư không, kính bạch ngài, con không nghĩ như vậy. Các con nói với sư rằng các con hiểu biết tất cả những điều này về căn nhà của các con, nhưng nếu sư lặp lại những điều mà sư hiểu biết từ nơi các con thì các con bảo với sư là sư nói đang nói chuyện của tục đế. Sư không thể nào chịu đựng được điều này. Kính bạch ngài, chẳng qua là ngài lặp lại điều mà ngài đã được nghe, nhưng thực sự ngài không hiểu biết. Vậy thì Tất cả những điều mà sư nói về căn nhà này là chính xác, nhưng anh ta khẳng định rằng sư vẫn không có hiểu biết về nó theo đường lối của anh ta. Sư không hiểu biết quả thực là đúng như vậy. Tuy nhiên, bây giờ, nếu như sư đã suy nghĩ một cách sâu sắc về nó trùng tụng lại nó trong suy nghĩ của mình, thì sẽ vẫn còn sự khác biệt trong sự hiểu biết không? Hay là nếu như sư đã trùng tụng một cách liên tục cả ngày lẫn đêm, những điều mà các con đã nói, thì sẽ vẫn không thể nào làm cho sư thật sự hiểu biết về nó. Kính bạch ngài, ngài sẽ vẫn không thể hiểu biết về nó trong cùng một phương thức mà ngài sẽ hiểu biết giống như chính từ ngài đi đến đó trước khi các con đã nói với sư về căn nhà của các con thì sư đã không có sự hiểu biết bất kỳ điều gì về nơi nó nhưng bây giờ sư hiểu biết được một vài điều dạ phải kính bạch ngài quả đúng như vậy tuy nhiên nếu như ngài đã để ý tới nhìn thấy nó sẽ hiểu biết hết tất cả mọi thứ về nó hãy nói cho sư biết nếu như sư sẽ đi dựa trên sự hướng dẫn của các con thì sư sẽ đi đến ngay ngôi nhà của các con chứ dạ đúng vậy kính bạch ngài nếu như sư sẽ không được biết số nhà ngài sẽ đi lang thang một cách không có chủ đích kính bạch ngài nếu như các con đi đến đó con đi thẳng một đường đến nhà con kính bạch ngài các con sẽ lo lắng về việc làm thế nào để đi đến nơi đó cho dù là các con đi đúng đường không nếu ngài đi đến với con kính bạch ngài ngài không thể nào bị lạc đường vì lẽ trước đây con đã từng đến nơi đó Đức Phật đã giảng dạy điều mà chính tự Ngài đã chứng tri. Bây giờ, tất cả các con có được phẩm chất của chúng sanh có khả năng tiếp nhận hảo huấn tự. Giáo lý của Đức Phật quả là quảng bác, có kinh tạng, luật tạng và vô tỷ pháp tạng. Các con không nhất thiết phải nghiên cứu hết tất cả những điều này. Hãy chọn lấy một đối tượng về thiền định, một kỹ thuật mà phù hợp với các con thế rồi tu tập với sự quyết tâm kiên định. Một khi chính bản thân các con thiết lập theo thể thức này, các con đi đến mục tiêu tất cả các con hiểu biết một cách sâu sắc và hoàn hảo tuy nhiên ngay bây giờ trước khi sư chấm dứt việc giảng thuyết giảng các con đạt được một vài sự hiểu biết và sự hiểu biết ngay tức thì này được gọi là bất đoạn thời sự hiểu biết ngay lập tức bất đoạn thời là một trong sáu phẩm chất của phật pháp bất đoạn thời được dịch theo nghĩa đen có nghĩa là không có thời gian ngay lập tức tức thì với một người mà tu tập giáo lý của đức phật thì gặt hái những thành quả ngay tức thầy các vị giáo thọ và mẹ cha của chúng ta là những bậc với lòng đại bi tự ái hướng dẫn chúng ta dạy bảo chúng ta hãy học điều này điều nọ và vào ban đêm khi chúng ta đi ngủ họ gọi chúng ta và nói rằng tại sao các con không bày tỏ lòng tôn kính đối với đức phật trước khi đi ngủ hãy đi đến bày tỏ lòng tôn kính đi nếu như chúng ta không làm theo sự hướng dẫn của họ và thậm chí họ có thể phải đòn roi với chúng ta họ phải làm như vậy cho dù là họ không muốn thực hiện điều đó nhờ vào sự giúp đỡ của họ mà những sự kình chống trong chúng ta được khắc phục nhưng lẽ tất nhiên chúng ta ngay lập tức có được kiến thức về phật pháp và chỉ khi nào chính bản thân chúng ta có quan tâm đến phật pháp khi nào thực sự trở thành bất đoạn thời ngay lập tức chỉ khi nào chúng ta thực sự liễu ngộ giáo pháp kính bạch ngài và khi nào chúng ta thực sự liễu ngộ giáo pháp sau khi đã tu tập về giáo pháp kính bạch ngài chúng ta phải tu tập vào thời gian đặc thù nào để được thành tựu. Giờ giấc về ban ngày hoặc ban đêm thì không phải là quan trọng. Nếu chúng con tu tập và sau đó chúng con đạt đến mục tiêu, thì ngay lập tức chúng con sẽ thành đạt được kiến thức. Kính bạch ngài. Điều đó rất là dễ dàng. Các con đã được đón nhận giáo lý của Đức Phật. Tất cả các con đã có sự thực hiện là nỗ lực trong cùng một phương thức với các vị môn đệ của đức phật đã thực hiện điều đó là dễ dàng đây không phải là kiến thức của riêng sư sư cũng đã được học giáo lý của đức phật và sư đang truyền thụ giáo pháp đến các con tất cả các con rất là thông minh và sáng suốt điều này mà sư đang nói với các con thì các con đã hiểu biết rồi các con nghĩ vì sao đức phật đã giảng dạy giáo pháp ngài đã giảng dạy người ta phải liên tục tỉnh giác về tâm thức danh và thể chất sắc Ngài đã giảng dạy để người mà có ước nguyện thành đạt mục tiêu thì có thể có khả năng thực hiện được như vậy. Ngài đã giảng dạy vì lẽ ngài đã muốn chúng có thể rong ruổi trên con đường đạo. Tuy nhiên, có một số vài người trong các con có thể nói rằng đây không phải là thời điểm tốt đi tu tập, tâm thức đã không được ổn định với tất cả những sự việc đến và đi của con người như thế này. Các con có thể quyết định chúng ta sẽ hành thiền khi tâm thức được an tịnh và nếu như tâm thức trở nên an tịnh sau một thời gian điều chi xảy ra khi tâm thức được tĩnh lặng chúng con sẽ đi ngủ kính bạch ngài ồ thật vậy sao và điều này các con gọi là sự hành thiện kính bạch ngài chúng con chỉ hoàn hảo trong việc nói năng về sự hành thiện và thế thì khi các con có một tâm bất thiện về việc không có sự tu tập và quyết định đi đến một trung tâm thiền viện thì các con mang theo điều chi chúng con mang theo thực phẩm kính bạch ngài Hãy nói cho sư biết, sau khi đã có thọ trì những điều học, các con tự ních đầy bụng mình. và dạ, thưa phải, kính bạch ngài, các phụ nữ cúng dường thực phẩm và chúng con chỉ có ăn thôi. Chúng con bắt đầu rất sớm và sau đó chúng con tiếp tục ăn mãi khi đến 12 giờ. Điều học thứ sáu ngăn cấm sự thọ thực, rắn, chắc sau 12 giờ trưa. Các con ăn nhiều hơn những ngày bình thường không? Ồ có chứ, kính bạch sư, nhiều hơn nữa. Bây giờ hãy nói cho sư biết, các con có ngưng ăn ngay khi buổi ngọ không? Đấy, ngài thấy đấy, kính bạch ngài. Có một vài người nói rằng thậm chí là sau đó tiếp tục ăn, cũng là hoàn toàn ổn thôi. Con đã được nghe là, một khi người ta dừng lại, thế là người ta không thể nào bắt đầu lại sau 12 giờ trưa. Tuy nhiên, nếu như con đã bắt đầu trước ngọ, thì con có thể tiếp tục ăn ngay cả sau bữa trưa. Còn các con thì sao? Các con có tiếp tục ăn không? Con tiếp tục việc ăn. Ngay khi các khi chúng con đang nói như thế này, kính bạch ngài. Và các con làm gì sau khi các con đã ăn xong? Vào lúc bao tử của con đậy, kính bạch ngài thấy là con ngã xuống nằm thẳng lưng của con. Và sau đó, sau đó thì con ngủ, kính bạch ngài. Và khi nào thì các con thức dậy? Vào khoảng 3-4 giờ chiều, kính bạch ngài. Sau đó các con hành thiền trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh thức và cảnh giác không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Sau đó con yêu cầu một ít nước trái cây và nước chanh. Các con uống thật nhiều hay chỉ là một chút ít? Con uống đầy, kính bạch ngài. Nếu như các con uống thật nhiều, có một ít sẽ còn dư lại. Các con có chia sẻ cái đó đến những người khác không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Từ bản thân con uống hết tất cả vì lẽ con muốn giữ cái đó cho bản thân mình. Tuy nhiên, các con có cảm thấy tốt lành nếu như các con uống quá nhiều không? Dạ thưa không, kính bạch ngài không được tốt lắm hãy nói cho sư biết sau đó các con có hành thiền không thế đấy kính bạch ngài vì con không cảm nhận được tốt lắm cho nên con phải đi nằm xuống và rồi điều gì xảy ra con ngủ lại một lần nữa kính bạch ngài và khi nào thì các con thức dậy sáng hôm sau kính bạch ngài khi mặt trời lên con tự nhủ với mình để nhìn xem mặt trời đã lên rồi và con đứng dậy ăn điểm tâm bây giờ hãy nói cho sư biết nếu như các con không thành đạt nếp bàn thì các con nghĩ rằng vì lẽ không có một ai như là một vị Phật hoàn toàn giác ngộ rằng nếp bàn là không có hiện hữu và dạ thưa không kính bạch ngài đó là vì con ăn quá nhiều tốt lắm các con thực hiện một số nỗ lực tuy nhiên sự tham lam này vẫn còn chút ít mạnh mẽ sư nghĩ vậy hãy nói cho sư biết khi các con bắt đầu hành thiền và một người nào đó nói rằng các con các con có nghe điều đó hay là không nếu sự định thức không được tốt lắm, các con vẽ lỗ tai của mình lên và lắng nghe điều gì đang được thì thầm, kính bạch ngài. Khi các con nghe tiếng nói thì thầm, các con có chấp nhận điều đó và kính trọng người mà đang nói thì thầm không? Kính bạch ngài, khi sự quyết tâm của sự hành thiện là mãnh liệt, thế thì con phát khởi sự sân hận vào người đang nói thì thầm. Những vị thiền giả nổi sân hận hả? Nếu người ta đi đến và nói thì thầm tại nơi mình đang hành thiện, có lẽ tất nhiên con sẽ nổi giận, kính bạch ngài. Có là khôn khéo để nổi sân hận khi nghĩ rằng có phải họ thì thầm nơi đây không? Thằng cha này từ nơi nào tới vậy? Ông ta là ai? Một thiền giả phản ứng như cách thức này sẽ thành tựu mục tiêu của mình nhanh hơn không? Nếu ông ta trở nên sân hận và rồi mệnh chung, ông ta sẽ tục sanh về nơi đâu? Ông ta sẽ tục sanh ở trong các cõi giới thấp kém kính bạch ngài. Cho dù là ông ta đang thọ trì tám điều thanh tịnh giới, nếu như ông ta trở nên sân hận thì ông ta sẽ đi đến các cõi giới thấp kém cho dù thế nào kính bạch ngài làm thế nào chúng ta nên tiếp cận một vấn đề bị quấy rầy bởi những tiếng nói thì thầm trong khi chúng ta đang hành thiện chúng ta nên phản ảnh theo phương thức sau đây tôi sẽ đi đến nơi đây tôi đã đi đến nơi đây để hành thiện các thiền giả đồng đạo của tôi đang nói thì thầm và tôi nghe được họ nếu những người khác khám phá ra rằng Tôi chú ý đến những tiếng nói thì thầm. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ vì rẻ. Bây giờ, tất cả sẽ biết được tôi không thực sự nỗ lực được tròn đủ. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng ta nên tri ân đến những người chỉ cho chúng ta thấy rằng do nhờ tiếng nói thì thầm của họ, nhờ sự nỗ lực của chúng ta chưa được tròn đủ. Nếu sự nỗ lực của các con là tốt đẹp, sự định thức của các con sẽ được tốt đẹp các con sẽ không có nghe thấy bất kỳ điều gì tỏ lòng tri ân các con nên hy vọng rằng những người này tiếp tục nói chuyện các con nên tiếp tục hành thiền không cần phải đi về phía họ ngay cả nói lời cảm ơn một cách đơn thuần tiếp tục hành thiền vì sự tỉnh giác của các con về đối tượng của sự hành thiền để trở nên một cách liên tục các con không còn nghe thấy bất kỳ sự quý rạy nào nữa các con sẽ nghe người ta nếu như hà họ nói hết sức âm ỉ chăng nếu như họ đã nói một cách ồn ào con nghĩ là con sẽ nghe được họ kính bạch ngài một lần nữa chúng ta phải tri ân họ đang hướng dẫn để cho ta cải thiện những nỗ lực của ta tỏ lòng tri ân đến những người này ta ổn định tâm thức của ta và lại tiếp tục tập trung vào điểm chạm một lần nữa hành thiền có nghĩa là để sự tỉnh giác một cách rất nghiêm mật vào đối tượng cho đến nỗi đối tượng không bao giờ thoát khỏi sự chú tâm của chúng ta. Xin vui lòng, kính bạch ngài giải thích cho chúng con làm thế nào để có được sự tỉnh giác đó một cách nghiêm nghiêm mật vào đối tượng. Các con chỉ cần giữ gìn sự chú tâm của mình, đạt được sự trọn vẹn, trầm tĩnh, đã được tập trung vào điểm dạng. Tất cả các con sẽ được hít thở kể từ thời khoảnh khắc các con được sinh ra. Các con có thể cảm nhận được cái chỗ không khí xúc chạm khi con hít vô và thở ra không? Kính bạch ngài, đối với con xúc giác hiển thị rõ nhất là dưới lỗ mũi bên phải không ở hai chỗ dạ thưa không kính bạch ngài chỉ trong một chỗ đúng vậy nó xúc chạm vào điểm chạm nhỏ này đây khi các con hít vô và khi các con thở ra hãy nói cho sư biết nó đi vào với những khoảnh khắc khoảng cách hay là nó vào một luồng trôi trải liên tục chúng là những khoảng cách kính bạch ngài Điều đó có phải là luồng không khí bị gián đoạn hay là sự tỉnh giác về điều đó? Sự xúc chạm của không khí có là liên tục trong khi các con hít vô thở ra hay không? Nó là bị gián đoạn, kính mạch ngài. Thế thì các con cần phải hiểu biết chẳng có sự gián đoạn về luồng không khí này đây. Không nhìn ở một nơi nào khác, chỉ biết sự xúc chạm của hơi thở này mà thôi. Nếu như các con không thể nào cảm nhận được nó, vậy thì cố gắng xúc chạm vào điểm tiếp xúc bằng ngón tay của các con khi các con hiểu biết được cảm giác của sự xúc chạm rồi lấy ngón tay của các con ra và trú tâm với sự tỉnh giác vào cảm xúc ở điểm chạm các con phải trở nên tỉnh giác vào sự xúc chạm của không khí đó là liên tục như là đang liên tục nếu các con đã được tỉnh giác vào điểm chạm này mà chẳng có một khoảng hở nào trong sự liên tục của sự tỉnh giác thì các con sẽ vẫn còn nghe được những tiếng nói thì thầm không? Dạ thưa không, kính bạch ngài, con không nghĩ như vậy. Nếu sự chú tâm đã bám chặt vào điểm chạm này một cách kiên cố và một cách ổn định thì các con sẽ nghe được những tiếng ồn ào không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Các con hiểu biết điểm chạm này ở dưới lỗ mũi và ở trên môi trên một cách chuyên nhất cho đến nỗi các con không còn nghe những âm thanh nào nữa điểm chạm này là thể chất sắc hay là tâm thức danh nó là thể chất sắc kính bạch ngài và thực thể mà hiểu biết được điều đó hiểu biết được sự tỉnh giác nó là cái chi đó là tâm thức danh kính bạch ngài như thế nếu các con đã được tỉnh giác chẳng có sự dắt gián đoạn nào vào điểm chạm tức là các con đã được tỉnh giác một cách liên tục vào danh và sắc, phải không? Dạ phải, kính bạch ngài, quả đúng như vậy, kính bạch ngài. Nếu các con đã được tỉnh giác vào danh và sắc trong phương thức này, các con có hiểu biết rằng không có tự ngã, không có người nam, không có người nữ, không có chúng hữu tịnh hay là chư thiên hoặc là chư phạm thiên không? Đây là điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Nếu chúng ta đã được tỉnh giác về danh và sắc chúng ta vẫn còn suy nghĩ trong những thuật ngữ về chúng sanh chư thiên phạm chư thiên hay không dạ thưa không kính bạch ngài như thế quả là dễ dàng để được tỉnh giác dạ thưa phải kính bạch ngài quả là dễ dàng đây là sự hiểu biết những sự việc như chúng đang là danh và sắc khởi sanh chẳng có sự gián đoạn chúng khởi sanh và sau đó hoại diệt chúng hoại diệt bao nhiêu lần trong một tia chớp của ánh sáng. Con đã được nghe rằng chúng hoại diệt 100 tỷ lần trong sự nhấp nháy của con mắt kính bạch ngài. Thế thì hãy nói cho sư biết, làm thế nào các con có thể điếm được 100 tỷ trong một cái nhấp nháy mắt? Con không thể nào kính bạch ngài. Giả sử các con đã được biếu tặng 100 tỷ đồng tiền vàng và phải điếm chúng thì bao nhiêu lâu? Nó sẽ được lấy mất đi. Con nghĩ rằng nó sẽ lấy mất đi khoảng một tháng kính bạch ngài cho dù là con điếm một cách tham lam cả ngày lẫn đêm nó sẽ lấy mất đi bao lâu chắc tầm chừng đấy đức phật vô song đã thẩm thấu tất cả các điều này với chính tự kiến thức siêu nhiên của ngài sau đó đã có khả năng để giảng dạy về điều này tuy nhiên điều chi chúng ta có thể hiểu biết về chính bản thân mình chúng ta chỉ có thể hiểu biết về danh và sắc trong cùng một lúc. Và điều chi chúng ta sẽ nhận được từ sự tính giác này? Chúng ta sẽ có khả năng để liễu tri đặc tính về sự vận hành của chúng. Các con không cần phải làm bất cứ điều chi đặc biệt cả. Chỉ cần tu tập là các con đang tu tập ngay bây giờ. Hãy gìn giữ sự chú tâm của các con đã được tập trung vào điểm chạm. Khi các con đạt được năng lực để giữ gìn sự chú tâm với tỉnh tỉnh giác và hơi thở, điểm chạm, danh, sắc sẽ chuyện trò với các con. Chúng con có phải nghĩ suy về vô thường sự không bền vững trong một hơi thở vô ra đến chỗ chấm dứt không kính bạch ngài? Điều đó là tốt lắm. Nếu các con nghĩ suy về vô thường như là một hơi thở đi đến chỗ chấm dứt, các con hiểu biết vô thường trong những phương thức này các con sẽ có khả năng để đạt được nếp bàn không? Vẫn chưa được, kính bạch ngài. Do đó, nếu như các con vẫn chưa có thể đạt được nếp bàn, hãy tiếp tục tập trung vào điểm chạm và các con sẽ đi đến sự hiểu biết. Điều mà chúng con cần hiểu biết có phải là trạng thái vô thường không, kính bạch ngài? Các con nói rằng, đường là ngọt, phải không? Tuy nhiên, nếu như sư chưa nếm bao giờ vị ngọt của đường, làm sao các con có thể giải thích cái vị ngon ngọt đó đến sư? Nó thì tốt hơn nhiều so với ngay cả đường thốt nốt, kính bạch ngài tuy nhiên chúng con không thể nào giải thích để cho ngài thực sự hiểu biết về nó nhưng các con đã nếm thử nó thế thì tại sao các con không thể nào nói cho sự biết về nó dạ vâng kính bạch ngài đường trông giống như muối tuy nhiên những con kiến không thể đi đến với muối trong khi chúng thì đi đến với đường tuy nhiên điều này không thật sự giúp được bao nhiêu cả kính bạch ngài ngài cần phải nếm thử nó kính bạch ngài như thế muối và đường trông giống như nhau Bây giờ nếu như sư ăn một chút muối mà gọi đó là đường thì sư sẽ nếm được đường chăng? Giả thư không, kính bạch ngài, muối sẽ vẫn giữ vị mặn. Trong trường hợp đó, sư sẽ nghĩ rằng đường là mặn. Điều này tương tự như là chúng con, không được hiểu biết làm thế nào để nhận ra sự vô thường, kính bạch ngài. Khi chúng ta nói về ngoại hình của đường, có rất nhiều khả năng về sự nhầm lẫn một vật gì đó khác so với đường. Chỉ khi nào các con giải thích cái vị của đường một cách chính xác thì sư có thể liễu tri được. Chúng con muốn khuyên ngài nên ăn một ít đường kính bạch ngài. Các con sẽ phải ngồi bên cạnh sư trong khi sư ăn đường và nói rằng nó có vị ngọt, nó có vị ngược ngọt. Nếu con trùng tụng điều này, nó sẽ làm phiền ngài thôi. Việc đó không phải là cần thiết để làm điều này cho đường có vị ngọt. Ngay khi ngài bỏ đường vào miệng của ngài, Ngài sẽ có thể nếm được vị ngon ngọt của nó kính bạch Ngài. Tuy nhiên, chúng ta hãy nói với một vị tỳ khưu ở rừng già, người mong muốn nếm vị đường. Đường sẽ suy nghĩ rằng đây là một vị tỳ khưu ở rừng già tôi sẽ không ngọt trọn vẹn với ông ta. Tôi sẽ chỉ ngọt bằng một nửa sự ngọt ngào so với vị ngọt mà dân trong thị trấn đã nếm. Đường không có thiên vị kính mạch ngài nó là sự ngọt ngào cho người này tựa như cho người khác nó cũng tương tự với sự tỉnh giác về danh và sắc nếu các con giữ vững sự tỉnh giác này thì các con sẽ nếm được pháp vị ngay tức thì cũng như là các con nếm vị ngon ngọt ngay khi các con ăn đường đó có thể là các con vẫn còn nhầm lẫn muối với đường không các con đi chợ rất nhiều lần các con có thể phân biệt một cách dễ dàng giữa muối và đường các con không mua muối để được đường đức phật vô song đã thẩm thấu và thực sự, sự liễu tri về chân lý Ngài có thể phân biệt giữa điều chi là giải thoát và điều chi là khổ đạo. Do đó, Ngài đã truyền trao sự giải thoát này đến nhân loại chư thiên và chư phạm thiên đều như nhau. Ngài chỉ có một yêu cầu để họ ăn. Chỉ là ăn, đó là xác thật. Các con sẽ tồn tại nơi đây mà chẳng cần ăn. Lo sợ rằng câu câu chuyện như thế hóa ra không thực sự giải thoát. Chúng con vẫn chưa đạt được điểm đó kính mạch Ngài. Chúng con chỉ đang lắng nghe những lời Ngài nói. Ăn. như sư đã nói với các con các con sẽ không lầm lẫn lạc lối và tại sao các con không thể nào làm đường vì lẽ danh sách đang thực sự khởi sanh và hoại diện một cách liên tục vì sao các con cần phải tập trung vào điểm chạm cho dù các con vẫn chưa có được sự hiểu biết về giải thoát nếu các con không ăn một cái gì đó các con sẽ không bao giờ hiểu biết được cái vị của nó như thế nào các con hiểu biết rất nhiều về giáo pháp các con hiểu biết về danh và sắc các con hiểu biết về điều gì là kinh tạng con hiểu biết về luật tạng vô tỷ pháp tạng. Các con hiểu biết đây là thiện chỉ, đây là thiện minh sát. Nhưng mà, kính bạch ngài, tất cả việc này rối loạn trong đầu của chúng con, như một mớ lộn xộn khổng lồ. Hãy bỏ mặt sự rối loạn đó đi. Chỉ chú tâm duy nhất vào điểm chạm này như sư đã giảng dạy các con. Sau đó sự rối loạn này sẽ được gỡ rối ra. Tất cả mọi thứ sẽ rơi vào vị trí của nó. Nếu như chúng ta đi theo hướng đông, chúng ta sẽ đi đến một nơi trong hướng đông. Nếu chúng ta đi hướng tây, chúng ta sẽ đi đến một nơi trong hướng tây. Điểm chạm thì giống như một chiếc xe. Nếu các con muốn đi đến Mandela, các con phải đáp chuyến xe lửa đến Mandela, ngồi ở trên đó. Điểm chạm thì giống như xe lửa, không lìa khỏi nó. Hãy giữ gìn sự chú tâm của các con vào điểm chạm một cách hết sức nghiêm mật. Đây là tất cả những gì sư cần phải nói tới. Không có điều chi phải nói ngoài ra khỏi điều này. Các con hiểu? tám chi phần của Bác Thánh đạo không? Làm thế nào các con biết rằng nghĩ rằng chúng ứng dụng cho việc tu tập sự định tâm vào điểm chạm. Nếu một người định tâm vào điểm chạm với chánh định rồi người ta đạt được tri kiến của chánh kiến, kính bạch ngài. Có những nguyên tố nào khác của Bác Thánh đạo thích hợp cho việc tu tập này không? Kính bạch ngài. Tám chi phần của Bác Thánh đạo. Thứ nhất chánh kiến, thứ hai chánh tư duy thứ ba chánh ngữ, thứ tư chánh nghiệp, thứ năm chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn, thứ bảy chánh niệm, thứ tám chánh định. Kỳ tâm thức của chúng con kháng khích vào điểm chạm. Chúng con không còn nghĩ suy những tư duy không khôn khéo trong bất luận phương thức nào. Do vậy, chánh tư duy hiện hữu tại nơi đó kính bạch ngài. Do bởi chúng con không nói bất cứ điều chi cả, chúng con không vọng ngữ do vậy có chánh ngữ. Bởi do sự tỉnh giác và hơi thở một cách thiện hạnh, chánh nghiệp được kể đến trong việc tu tập này cũng có chánh mạng nữa bởi do chúng con không cố gắng để mưu sinh qua việc lừa gạt những người khác kính bạch ngài chúng con đang dốc hết sự nỗ lực của mình vào việc gìn giữ sự chú tâm của chúng con ngay tại điểm chạm do vậy có tránh tình tấn vì lẽ chúng con tập trung vào sự chú tâm này của mình vào hơi thở mà chẳng cho phóng đi chúng con có được chánh niệm và do sự chú tâm vẫn còn tồn tại ngay điểm chạm chẳng lang thang chỗ này chỗ nọ chúng con đạt được chánh định thế thì các con có nghĩ rằng điều này giống như một chiếc thuyền hay là một chiếc xe lửa và phải kính bạch ngài nó giống như một chiếc thuyền một chiếc xe lửa một chiếc xe thổ mộ hay là một chiếc xe hơi để đưa người ta đến mục tiêu của mình đừng lìa khỏi chiếc xe này các con có hiểu không hãy gìn giữ sự chú tâm của các con một cách kiên định được tập trung tại nơi đây tại điểm chạm và không bao giờ lìa khỏi điểm chạm này trong phương thức này các con sẽ đạt đến mục tiêu của mình. Đôi khi các con có thể trở nên thiếu kiên nhẫn. Việc du hành trên chiếc xe lửa đi đến Mandalay và nghĩ rằng tôi muốn đi đến Mandalay nhưng có thực sự chiếc xe lửa này đang đi đến đó hay không? Hay nó đang đi đến Rangoon? Nếu điều này xảy ra, các con sẽ xuống xe chứ? Đừng nhé. Hãy tiếp tục trên chuyến du hành của mình. Các con sẽ thấy rằng cuối cùng các con đi đến nơi Mandalay. Nếu các con ngán ngẩm và chán đường, đừng lìa khỏi chiếc xe lửa. Khi các con cảm thấy vui thích đừng bước xuống, khi các con bị đau yếu hãy ở lại trên xe lửa, cũng khi ở lại. Các con tráng kiện và khỏe mạnh, khi các con có đông đảo đoàn thể hãy ở lại, khi các con hoàn toàn cô độc đừng lìa khỏi. Khi người ta nói bất cứ điều gì, bất diệt hãy đến các con cố chấp khi họ nói với các con một cách tôn kính đừng xuống xe lửa của các con các con sẽ làm điều chi nếu người ta đánh đập các con do bởi họ không ưa thích các con kính bạch ngài con nghĩ rằng con sẽ bỏ chạy chỉ cần giữ gìn sự chú tâm của các con vào điểm chạm cho dù bọn cướp đánh đập các con chúng không thể nào đánh ngã sự tỉnh giác này được chính xác kính bạch ngài tuy nhiên con nghĩ rằng sự tỉnh giác này sẽ biến mất nếu như họ đánh đập con không nhất thiết vậy Bồ Tát của chúng ta trong những kiếp sống của ngài đã trở thành vị vua của loài khỉ một ngày nọ. Khỉ chúa phát hiện một vị bà la môn rơi xuống một vách đá dựng đứng trong khu rừng hoang vắng, bất lực, chắc chắn rằng sẽ chết dần chết mòn ở nơi đó. Vị bà la môn này đang vang nài số phận của mình và than khóc la y ôi, ôi tội nghiệp cho tôi, tôi đã bị rớt xuống một vực thẳm. Một trăm thước sâu, chắc chắn tôi sẽ chết dần chết mòn ở nơi đây, ôi tội nghiệp cho tôi. Những thân bằng quyến thuộc và bạn hữu của tôi, vợ và các con của tôi không hay biết về điều bất hạnh này của tôi. Không có người nào ở đây để cứu tôi. Ông ta khóc thạc. Giác hữu tình, Bồ Tát. Một người có sở nguyện cầu sự giác ngộ. Một vị Phật sẽ thành một cá nhân mà do cảm hứng bởi một vị Phật. Phát nguyện, lời nguyện thệ, tu tập, thành quả vị Phật. Từ đó trở đi, trong từng mỗi kiếp sống, vị giác hữu tình bảo tồn năng lượng tinh thần một cách tối thượng. Thông qua việc tu tập 10 pháp Ba La Mật hay là những đức hạnh tiến tới sự toàn thiện. Bấy giờ, chúng hữu tình Tôn quý đã thường luôn quan tâm điều phúc lợi của tất cả chúng sanh chẳng có chi ngoại lệ. Và vì Bồ Tát quả thật là một, chúng hữu tình Tôn quý ở vào thời điểm đó ngài đã là Khỉ Chúa tỏ lòng thương xót vị Bà La Môn, trong cùng phương thức ngài thương xót rất ẩn đến chính các con của mình. Và do vậy ngài đã trèo xuống vách đá dựng đứng, đi đến vị Bà La Môn Đừng có sợ hãi, đừng có tuyệt vọng, tôi không để cho Tôn ông chết đâu. Tôi sẽ đưa Tôn ông trở lại nơi mà Tôn ông muốn đi. Ngài đã nói với vị bà La Môn để trấn an ông và cổ vũ ông ta. Và quả thật, ngài đã có chủ ý như thế, nhưng ngài vẫn chưa có sự sẵn sàng để đặt ông ta lên trên đôi vai của mình và mang ông ta lên trên những tảng đá. Vì thế, ngài đã lo sợ rằng ông có thể rơi xuống, vị bà La Môn có thể bị thương, ngài đã cầm lấy một tảng lát đá to trọng lượng gần giống như vị bà la môn đặt nó lên vai và cố gắng mang nó lên vách đá dựng đứng bằng cách nhảy từ tảng đá này đến tảng đá khác chỉ sau khi đã vượt qua sự thử nghiệm này ngài đặt vị bà la môn lên trên đôi vai của mình một cách cẩn trọng trèo ngược trở lên bằng cách nhảy từ tảng đá mòn đến tảng đá kế tiếp sau sự nỗ lực vĩ đại này kỹ chúa kiệt sức Ngài đã vui mừng trong khi đang thực hiện việc thiện này, nhưng Ngài còn vui sớm hơn nữa khi Ngài đã được hoàn thành việc đó và đã cứu được một sinh mệnh. Ngài đã vẫn tin rằng vị bà La Môn đã được cứu thoát khỏi cái chết cầm chắc một cách xác tính và nói rằng Tôi đã mang tôn sư, tôn ông lên. Tôi đã có một chút mệt mỏi, xin vui lòng canh phòng một chút lát để tôi có thể nghỉ ngơi. Ngài đã đặt cái đầu của mình trong lòng của vị bà La Môn và nghĩ rằng khéo được bảo hộ khỏi tất cả những điều nguy hiểm trong khu rừng vắng. Tuy nhiên, trong khi hầu vương an giấc vì bà la môn đã suy nghĩ ta sẽ đi về nhà ngay nhưng chẳng có chi để cho vợ và các con của ta ta sẽ giết con khỉ to này làm thịt và như một món quà cho gia đình mình ông cầm tảng đá mà bồ tát đã mang lên thử dán vào đầu của bồ tát một đòn chí mạng ông ta đã không làm việc này một cách ngần ngại cảm thấy thương tiếc cho việc cứu tinh của mình trái lại ông ta đã đánh ngài rất mạnh mẽ để mà giết chết ngài với cú đánh đầu tiên khi Bồ Tát có cảm thọ đau đớn với cú đánh, Ngài nhanh chóng trèo lên cây ở bên cạnh và Ngài đã tự chính mình vấn hỏi ai hay là cái chi đã tấn công mình. Thế rồi Ngài trông thấy rằng có kẻ thù xung quanh trái lại, không có kẻ thù xung quanh trái lại chính là vị bà la Môn đã cố gắng sát hại Ngài. Ngài đã tự nghĩ suy rằng phải rồi, cũng có hạng người như thế này trong thế gian. Trong khi Bồ Tát đang suy nghĩ điều này, vị bà la Môn đã bắt đầu than vãn một lần nữa kêu la ầm ĩ ông ta lạc đường trong khu rừng hoang vắng rộng lớn này, cuối cùng rồi ông ta cũng sẽ bỏ mạng. Tuy nhiên, khỉ chúa đã nói với ông ta rằng đừng lo lắng, đừng sợ hãi, tôi đã có lời hứa đưa tôn ông trở về nhà của tôn ông, và tôi không thể nào bẻ gãy lời hứa này. Tôi sẽ đưa tôn ông về nhà. Tôi không thể nào mang tôn ông trên vai được nữa, nhưng vì tôn ông đã mở hộp sọ của tôi, thì máu đang chảy nhỏ những giọt xuống đất một cách liên tục. Chỉ cần nương theo dấu vết của máu tôi sẽ thực hiện. Đưa Tôn ông về nhà từ trên các cây. Đây là cung cách Bồ Tát hành động. Chính Ngài tự đảm nhiệm tất cả điều này. Vì mục tiêu của mình là toàn giác quả vị Phật, Ngài đã thực hiện hết tất cả 10 Pháp Ba La Mật.